Thưa quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật về những diễn biến dịch Covid-19 trong nước. Theo bản tin 18 giờ ngày 18 tháng 11, 18 tháng 1 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, có thêm 2 ca mắc mới Covid-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Thông tin hai ca mắc mới là bệnh nhân 1538, 1539 là các ca được nhập cảnh, được cách ly ngay tại Đà Nẵng và Hà Nội. Cụ thể thông tin như sau. Bệnh nhân 1538 là nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường 5 thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Ngày 13 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân trên từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 17 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân 1539 là nam, 59 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Costa Rica, Ngày 16 tháng 1, bệnh nhân trên từ Dubai nhập cảnh sân bay nội bài trên chuyến bay KE-394 được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 17 tháng 1, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.